Liên quan đến 4 thuyền viên của xà lan NLA 05293 gặp nạn và mất tích trên vùng biển Bình Thuận, trưa ngày 9 tháng 3, tàu cảnh sát biển 6007 Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 3 nhận được thông báo từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận về việc tàu cá BTH 85372TS đã cứu vớt được hai thuyền viên của xà lan gặp nạn, cách vị trí bị chìm khoảng 32 hải lý về phía Bắc. Đến khoảng 12 giờ 20 phút, tàu cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu cá BTH 85372TS và tiếp nhận hai thuyền viên lên tàu kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Hai thuyền viên được cứu sống là Lê Văn Cường, sinh năm 1985, quê Hậu Giang và Võ Văn Sang, sinh năm 1961, quê Kiên Giang. Hiện sức khỏe của hai thuyền viên đã ổn định bình thường. Hai thuyền viên này cho biết sau khi rời khỏi xà lan bị chìm và trôi dạt trên biển, đến 4 giờ sáng ngày 9 tháng 3, hai thuyền viên kia do kiệt sức nên đã buông tay khỏi nhóm. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 3, xà lan LA 05923 có 4 thuyền viên và xà lan LA 05922 có 3 thuyền viên đều thuộc công ty Đức Phú Thịnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi hành trình đến vùng biển gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to gió lớn đánh chìm ba thuyền viên trên xà lan LA-05922 đã được cứu kịp thời vào chiều cùng ngày. Cũng liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân sử dụng máy bay, bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên, đồng thời chỉ đạo Cục Cứu hộ Cứu nạn nắm chắc tình hình công tác tìm kiếm cứu nạn, báo cáo kịp thời. Cục Quân y hiệp đồng với chính quyền địa phương, Bệnh viện Quân y 175 chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng tiếp nhận các thuyền viên khi các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyển đến cấp cứu điều trị.